học một lần nhưng hiệu quả. Có rất nhiều các collocation mà chúng ta miêu tả, dùng để miêu tả criminal. Ví dụ như là một tên tội phạm lần đầu. Đấy, thì gọi là first time offender. Thế một tên tội phạm có nhiều tiền án tiền sử, các bạn có nhớ là gì chúng mình học không? Đó là gì nhỉ? Hardened criminal. Đấy, ở những cái tài liệu buổi trước ấy. Đấy, chúng ta phải có khả năng tổng hợp lại. Hardened criminal. Thế còn có tiền án tiền sử, chúng ta gọi là has criminal record. Có tiền án tiền sử. Còn những tên mà giết người hàng loạt thì chúng ta dùng từ a serial killer. Đấy, các bạn nhớ là các bạn đừng nên nhớ từ nhé. Nhớ nó phải tự nhiên thông qua đọc. Còn quan trọng là bạn phải ghi lại. Không ghi lại tất cả những kiến thức này nó tản mát hết. Sau này tự học không tự học được. Thế còn một cá nhân có thể tham gia vào các tội phạm có tổ chức thì chúng ta có từ organized crime. Tội phạm có tổ chức. Đấy, và chúng ta gọi là các băng đảng. Các băng đảng. Đúng không? Đấy, băng đảng. Đấy, các băng nhóm tội phạm. Cho nên là sau này thì thầy sẽ cho các bạn đọc những cái bài. Đấy, ví dụ như là các băng đảng. Đúng không? Đấy. Những cái này thầy đã tập hợp những cái tài liệu để sau này cho các bạn đọc. Đấy, hệ thống các băng đảng, đấy, băng nhóm. Trên đây là những tài liệu mà thầy đã tập hợp để chúng ta tiếp tục đọc ở cái học từ vựng cái chủ đề Law and Crime phần 3. Thì đây gọi là các băng đảng. Đấy, chúng ta sẽ là học rất nhiều kiến thức và từ vựng ở trong những bài đọc này. Thì cái phần này chúng ta sao ở trong cái thư vựng ở chủ đề Law and Crime ở phần 3. Thì học 3 phần, đây mới là phần 2. Đấy. Thế còn những tên tội phạm mà nó gọi là khét tiếng, nó nổi tiếng nhưng mà kiểu nổi tiếng theo nghĩa xấu ấy, thì bạn dùng cái từ là notorious, khét tiếng. Notorious. Thế còn nó nổi tiếng vì cái gì xấu, khét tiếng. Đấy, cho nên là nói tới giang hồ Hải Phòng, đấy thì phải nói tới Cunên, đấy, phải nói tới Dung Hà. Phải nói tới Lâm Già, phải nói tới Xuân Đàn Ốc. Đấy, đấy là những gọi là notorious criminal của gọi là giang hồ đất cảng. Thế còn nếu nói tới giang hồ Hà Nội thì chúng ta sẽ có thể nói tới Sơn Bạch Tạng hoặc là anh gì mà đàn em của Nam Cam mà vừa được thả về ấy nhỉ. Đấy, mà trước đây chém Dung Hà thì quên rồi nhỉ. Nhà hàng cót ấy. Anh gì tự nhiên thì quên rồi nhỉ. Bạn nào có nhớ? À, Hải Bánh, đúng rồi, rất tốt. Đấy, anh Hải Bánh. Đấy, hay là anh Sơn Bạch Tạng. Đúng nhỉ? Đấy, còn trước đây thì có thể có những cái băng đảng như là Khánh Trắng. Đấy, Phúc Bồ. Đấy là giang hồ Hà Nội. Thế còn giang hồ Sài Gòn thì chúng ta biết là rất nhiều, đặc biệt là băng đảng của Nam Cang. Đúng không? Đấy. Thì đấy được gọi là cái notorious. Chứ còn mấy anh khám bảnh với cả mấy anh các thứ thì đấy chỉ là giang hồ mạng thôi. Đấy, các anh chỉ chơi YouTube thôi. Đấy, chứ không có cái gì ghê gớm cả. Thế vậy các bạn có từ notorious criminal, những tên tội phạm khét tiếng. Thế còn những tên giết người, máu lạnh, các bạn dùng từ cold-blooded. Đấy, máu lạnh, tức là nó không thì ghê tay. Ví dụ như bạn thấy cái trường hợp mà Nguyễn Đức Nghĩa, đúng nhỉ, sinh viên trường đại học ngoại thương. Đấy, trông cũng rất là cao to, đẹp trai, quê Kiến An, Hải Phòng. Đấy, đeo kính cận, trông rất học thức. Nhưng mà phạm tội giết người một cách rất máu lạnh. Đấy, giết người yêu cũ. Sau đó thì dùng dao, đúng nhỉ, cắt đầu, cắt vân tay. Đấy, giữa đêm, giữa hôm. Không sợ ma nhỉ. Cold-blooded killer, murderer. Đấy, và thế còn những cái tên giết người mà nó giống như một kẻ tâm thần. Thì chúng ta có cái từ crazy và psychopathic killer. Tức là nó cảm giác tinh thần nó có vấn đề. Hoặc nó như một thằng điên. Nếu một người bình thường thì không bao giờ giết người như thế cả. Đấy, thì các bạn có cái gọi là psychopathic. Đấy, chỉ những người bị gọi là bệnh tâm thần. Psychopath, chúng ta có tính từ. Psychopath là những người bị bệnh tâm thần, bệnh lý. Và những người này thì thường là sẽ nằm ở trong các bệnh viện, đúng nhỉ? Mà họ điều trị dưới giám sát của bác sĩ. Và rất là nghiêm ngặt để họ không ra ngoài. Bởi họ không làm chủ được hành vi, năng lực hành vi. Thì những người này nếu như mà họ gây án thì họ cũng không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi họ không có năng lực hành vi. Đấy. Thế còn những người mà rõ ràng là bình thường nhưng mà giết người như một kẻ tâm thần. Thì chúng ta dùng cái từ crazy và psychopathic killer, giết người như một kẻ tâm thần. Và các bạn thấy có một cái vấn đề mà nó khá là, đúng nhỉ, nóng bỏng. Đấy, đặc biệt là những quốc gia mà có sự phân biệt đối xử về giới. Đấy, thì đây là vấn đề nó gọi là bạo lực gia đình, domestic violence. Đấy, thì các bạn thấy bạo lực gia đình và nó đặc biệt là liên quan tới vấn đề là nạn nhân là trẻ em, phụ nữ. Đấy, đấy là những người gia đình như thế và cần một bảo vệ.
domestic violence. Còn đây là buôn ma túy, những nhà buôn lậu ma túy. Và các bạn, cái này nó rất là bỏ bỏ rất là nổi ở Nam Mỹ, giữa các quốc gia như Colombia, Mexico với cả nước Mỹ. Còn identity theft thì chúng tôi rồi, đây là một tên tội phạm mà nó lấy tin tìm của các khác và nó sử dụng nó trong cái luật pháp. Cái này nó rất là rõ ràng, các bạn thấy trong cái thế giới chúng ta tại thì tội phạm ở trên mạng là một vấn đề rất là nổi cộm, chứ nó gọi là cybercrime. Đây đây là một trong những tội phạm mà trên mạng nha, đặc biệt liên quan đến lừa đảo. Chúng ta gọi từ cyber fraud. Chính là cái này khác. Thế còn các bạn tin là chúng ta có thể sẽ là nạn nhân của vấn đề bắt nạt mạng mạng. Nhưng mà bắt nạt là sự trường của mình bằng là gieo quốc cả cái cách nhất. Đấy, đấy. Bạn nói là cyber bullying. Bắt nạt trên mạng. Và tôi sẽ là lại quả sẽ nạn nề bởi vì trong bắt nạt nạn tiếp tiếp ấy. Ít nhất là một nhìn thấy nạn nhân đâu đó và cái kẻ thì nó sẽ hoặc là nó không sẽ cần đại ca. Đúng không? Thanh thiên mạng nhật, sân trường ra. Nhưng mà trên mạng thì thấy nó sẽ dưới và bản thân cái kẻ gây ra cái đó với tâm cảm nhận sự đau đớn của nạn nhân. Cho nên là nó sẽ rất là hát. Đấy, mà nạn nhân thì cũng không có bảo vệ của những người xoay quay, 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 thiên đơn đâu. Người ta sẽ rất là bị tặng. Cho nên là đề cyberbullying và cyberexclusion sẽ là về chúng ta bảo chúng ta sao? Và liên quan đến đề dạng SAC thì hình như là đấy là một chủ đề chúng ta sẽ đọc trong nghiên cứu từ một chủ đề. Chủ đề này là gì? Đây là một nghiên cứu chủ đề chúng ta sẽ đọc. Một biết về social harassment, đây là vấn đề mà nó là nổi cộng hiện tại. Qua rồi sử dụng. Chúng ta thấy có những cái phong trào, chúng ta phong trào Me Too, có Me Too, Me Too. Đấy, những nhà đưa nhiều cái đề mà rồi sử dụng sẵn sàng, chứ ánh sàng. Petty crime, thì cũng tốt nghiệp hiện tại, nó chỉ được minor offense. Armed robbery, tức là những cái gọi là cướp có vũ trang. Đúng không? Các bạn thấy là trong mấy cái bài nghe mà thì quả quả có rất nhiều từ này. Đây là phần nghe nghe trước và các bạn đi lại. Đúng không? Nhưng mà có một vài bạn không làm. Đấy, thì thấy đây đều là sự lựa chọn cá nhân của bạn. Bạn được không? Bạn đừng nói với cái số gì vì là sau này không sống mà sẽ sướng thì không có gì để thấy cả. Đấy, nó quyết định bởi hành động của bạn trong hiện tại. Số phận của bạn chúng ta là quyết định hành động của chúng ta. Nếu bạn không học những cái dạy dạy đây thì chúng ta các bạn không có một ý nền tảng học với của bạn nhân viên. Và tiếp tục một bài nốt lên thứ hai mà thì các bạn nghe. Đấy, các bạn thấy từ đây là những bài nghe rất chất lượng. Đấy, phủ phủ trên miệng cái quan quan đạo luật các bạn không thông qua đạo luật passage law. Đấy, khi học học thì phủ phủ mà đạo quốc thông qua đạo luật. Đấy. Và cái hệ thống tư pháp là legal system. Đấy, thì có những cái nó gọi là uphold mà in social law. Tức là đảm bảo rằng luật phải được tuân thủ. Make sure that everyone obeys the law. Tất nhiên là cái lực lượng thì có pháp luật nó phải là cảnh sát. Cho nên là chúng ta hiểu trong một số rất cần cái lực lượng thi pháp luật đó nhưng điều quan trọng là có luật trong tay nhưng phải đúng là sử dụng luật để đúng không chỉ không được phép lạm dụng pháp luật abuse of power hãy có cái tổn thương khác ví dụ một cá nhân mà sai thì cần phải sửa đổi theo luật như ngày nay các bạn thành niên 16 tuổi đi trên xe máy phân phối lớn và đúng nhỉ chạy chốt xong rồi cái sát bắt đúng nhà nhà xong đánh là trên cái cảnh này đấy chỉ là một trường hợp ngỗng may mắn đi lại còn trường hợp đi lại thì rất nhiều đấy thì đấy còn là abuse of power và còn có nghĩa là nếu như bạn sai thì có luật chế tài để điều chỉnh hay xử sai đấy đúng không đấy thì còn việc chạy sát đánh trong cái cảnh mà đã không có chứng cứ gì thì đấy là một hay xử sai của người thì phải bắt buộc là law enforcement vậy thì cái pháp luật phải chính trị để đảm bảo rằng công lý justice không phải chuyện là có pháp luật trong tay là muốn làm gì được đây là nhà pháp trị khi ai đó bị cáo buộc một tội danh trong năm with a crime đấy tức là accused of a crime thì anh ta phải ra tòa stand trial đấy ra tòa đúng không và bạn có bên công tố là đại diện viện kiểm sát nó gọi là prosecution. Thế còn cái luật sư biện hộ cho bị cáo nó gọi là the defense. Họ sẽ đưa ra cái bằng chứng trước tòa. Trước tòa đấy tức là trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn.
Và sau khi thảo luận cân nhắc thì thẩm phán và bồi thẩm đoàn họ sẽ cụ thể là bồi thẩm đoàn sẽ reach a verdict. Đấy, sau đó thì mới tới vai trò của verdict là pass a sentence, là tuyên án. Mỗi người có một cái công việc khác nhau. Như chúng mình học rồi. Và đây như từ buổi trước để cho các bạn, nếu bằng chứng là irrefutable, tức là không thể bác bỏ được. Các bạn từ refute là bác bỏ, còn irrefutable tức là không thể bác bỏ được. Overwhelming, tức là nó có sức nặng. Sức nặng tức là nó rất là thuyết phục. Và concrete tức là nó rất là specific. Đấy. Thì rõ ràng cá nhân đã phạm tội. Đấy, đấy là bằng chứng thuyết phục. Thì bồi thẩm đoàn họ sẽ unanimous, tức là tất cả 12 thành viên bồi thẩm đoàn đều nhất trí, hoặc là bị can guilty, hoặc là bị can innocent. Tuy nhiên nếu bằng chứng, buổi trước chúng mình học rồi, là evidence must circumstantial, circumstantial evidence, hoặc là inconclusive, tức là không có tính thuyết phục. Đấy, thì rất khó để đưa ra quyết định và có thể dẫn tới những cái ý kiến khác nhau từ những thành viên bồi thẩm đoàn. Nó gọi là hung jury, ngược lại với từ unanimous jury. Đấy. Những tội phạm ít nghiêm trọng thì sẽ nhận được án nhẹ. Cái này là nhận án nhẹ. Còn nhận án nặng buổi trước chúng mình học rồi. Đấy, cái từ nặng đấy các bạn thay từ light bằng từ gì nhỉ? Harsh. Đấy, án nặng, đúng không? Harsh. Án nặng. Còn light sentence án nhẹ. Đấy, và họ chỉ phải nộp phạt hành chính, pay a fine, nộp tiền đấy, đúng không? Ví dụ như cái hành vi của các bạn ấy chạy đấy là các bạn phải nộp tiền. Đấy, và nộp có thể rất nhiều tiền, đủ mức độ răn đe. Hoặc là bắt lao động công ích này, do community service. Cho nên vị thành niên này thường ít khi người ta cho đi tù các bạn ạ. Đấy, mà tất nhiên những cái trường hợp mà tội nhẹ là có thể sẽ là do community service, tức là lao động công ích. Đấy, để hiểu rằng cái giá trị của sự lao động đừng có chơi bời nữa. Còn đối với tội phạm nghiêm trọng thì cá nhân đây có lẽ sẽ cần phải đi tù. Và tội ác ghê tởm các bạn thì heinous crime thì dẫn tới những cái án rất nặng. Ví dụ như là tù chung thân. Tù chung thân, đúng không? Đấy, life imprisonment hoặc life sentenced, án tù chung thân. Và đôi khi có thể là tử hình, tùy từng quốc gia. Và sau khi quyết định được đưa ra thì luật sư sẽ có thể chọn cách kháng án. Các bạn appeal the verdict là kháng án, đúng không? Hoặc chúng ta có một cái từ khác, thầy trò mình đã học, đó là từ gì nhỉ? Contest, mình chữ chung mình học đấy. Contest the verdict, đấy, đó là kháng án. Để xét xử lại cái vụ án đó. Cho nên một cái vụ án có thể kéo dài, nó gọi là prolonged legal battle. Đấy. Và cái tòa án khi họ xử lại tòa án cấp trên, thì tòa án trước là xử tòa án sơ thẩm hay tòa án phúc thẩm, đúng nhỉ? Thì họ sẽ có thể giữ nguyên cái bản án của tòa án cấp dưới là uphold, hoặc họ thay đổi lại, overturn the original verdict. Đấy, chúng ta thấy những cái nguồn chúng mình học rất nhiều nguồn nó dễ hiểu. Một tên tội phạm mà đã có án, chứ nó gọi là convicted criminal, và nó phải có thời gian thụ án. Đấy, tức là ngồi tù. Đúng không? Và có khả năng được thả ra khỏi tù nếu như có cải tạo tốt. Good, đúng là behavior, mà cái này chúng ta gọi là get time off. Get time off. Đấy, ra tù trước hạn. Đấy, hoặc đấy. Và trong một số trường hợp thì những tên tội phạm, và khi mà nó không được xem như là mối nguy cơ với xã hội. Các bạn có từ tức là deemed, tức là not consider, không được xem như là có là mối đe dọa với xã hội, thì nó sẽ được thả ra, đúng không? Đấy. Và criminal như chúng ta vừa nói mà được release early, tức là được ra tù trước hạn, thì nó gọi là on parole. Đấy, cái từ on parole tức là đã ngồi tù nhưng bây giờ được giảm án và ra tù trước hạn, on parole. Có nghĩa rằng anh ta sẽ phải tuân thủ một số những cái điều kiện nhất định sau khi ra tù, ví dụ như phải đi xin việc đấy, và tránh xa rượu chè, chứ không thể lại sa đà và những cái gọi là cũ được. Thế vậy các bạn thấy đây là hai bài mà rõ ràng chúng ta học được rất nhiều, được vượt hai đấy. Cái tài liệu thì thiết kế các bạn nó rất là tuyệt, và bây giờ để chứng minh rằng các bạn đang thay đổi, các bạn phải nhận thấy chúng mình đang thay đổi nhờ những cái lượng từ vựng và kiến thức mà thầy dạy các bạn. Khi thầy dạy các bạn từ vựng là thầy dạy các bạn luôn cả kiến thức. Đấy, và thì hướng dẫn các bạn kỹ năng đọc. Và bây giờ các bạn thấy một cái bài báo trên tờ The Wall Street Journal, báo của Mỹ, đúng không? Đấy, và bây giờ thì chứng minh các bạn rằng là chúng ta có thể đọc cái vụ án này và hiểu rất đơn giản. Rất đơn giản. Đấy, đây là cái sự khác biệt của các bạn. Bây giờ thầy mời các bạn đọc rất nhanh này. Một thẩm phán của bang Georgia, thẩm phán là Just, đúng không? Một thẩm phán của bang Georgia đã kết án
sentenced. Ba gã đàn ông tù chung thân. Đấy, các bạn có từ life in prison, tức là life imprisonment, tù chung thân. Đấy. Trong một cái vụ án giết người mà nạn nhân là Aubrey, người mà những gã đàn ông này, những cái đúng nhỉ, bị cáo này đã gặp, confront và đã giết trong khi mà anh ta đang chạy bộ tại khu phố của những bị cáo vào đầu những năm 2020. Thế vậy các bạn thấy trong cái đoạn này chúng ta không có gì khó hiểu cả. Đấy, vấn đề là các bạn có chăm đọc hay không, chứ còn bây giờ đối với các bạn là đọc được rồi. Những chủ đề từ Phượng kể dạy là các bạn đọc được hết. Mà các bạn thấy chúng mình đang đọc báo báo Tây, báo Mỹ mà, báo Anh cơ mà. Chứ không phải là chúng ta đọc mấy cái bài đơn giản đó. Travis McMichael đã đuổi theo nạn nhân là Aubrey cùng với bố của hắn là Gregory McMichael và một nhân vật nữa là William Bryan trong hai cái chiếc xe bán tải vào ngày 23 tháng 2 năm 2020. Đấy, Travis McMichael đã bắn nạn nhân là anh Aubrey 3 phát bằng một khẩu súng 12 ly và đã giết nạn nhân. Bồi thẩm đoàn, jury, đấy, đã kết tội, conviction, tức là họ đã cho rằng nó có tội đấy. Nhưng gã này, đấy, trong đúng nhỉ, quá trình xét xử một loạt các lời cáo buộc giết người. Bởi vì đây là mỗi nạn nhân, mỗi một tên này là một án giết người. Ba thằng là ba án giết người. Và Travis McMichael, 35 tuổi. Còn bố của nó là Greg Gray McMichael, 66 tuổi. Còn Brian chắc là đúng nhỉ, bạn của bố. Bạn của Greg Gray McMichael, 52 tuổi. Đây thằng McMichael đây, bố nó đây. Đấy, còn đây là ông bạn. Đấy, nhìn nhận ra ngay. Hai bố con McMichael, mỗi người phải nhận một án tù chung thân. Không được phép, không có khả năng được giảm án. Đây vừa chút học ấy, on parole, without possibility of parole, tức là không được giảm án. Thế còn Brian thì bị kết án tù chung thân, nhưng được có khả năng được phép giảm án. Nếu như nó cải tạo tốt thì có thể sẽ được về sau khoảng 20 năm. Đấy, hoặc 25 hoặc 30 năm, hoặc thậm chí là 15 năm. Nạn nhân Aubrey bị giết bởi vì những cá nhân trong phòng xét xử này đã, các bạn có từ thúc, take the law into the own hands. Chính là cái tập từ vựng buổi trước để dạy các bạn. Đấy, cái tập từ này chúng mình học rồi, ô, luật dưng đấy. Đúng không? Buổi trước chúng mình học cái tập từ này. Cho nên về các bạn phải ôn lại tất cả những cái kiến thức từ vựng và ghi một cái cẩn thận vào vở. Đấy, chúng ta không học nó phí lắm. Bởi vì những kiến thức này, vấn đề là không ai dạy các bạn được. Bởi vì nói thật các bạn là cái xác suất để một giáo viên tiếng Anh dạy được những cái kiến thức từ vựng về các loại chuyên ngành này thì gần xác suất gần như bằng không các bạn ạ. Rất ít. Đấy. Không có cái chuyện đấy. Cho nên là các bạn thấy là chúng nào từ trước này các bạn đi giáo viên tiếng Anh khi họ dạy từ vựng thì giống như cái cách mà gì nhà tra từ điển đấy chứ. Xong cái từ này nghĩa tiếng Việt là gì chứ. Như vậy đây các bạn có cái từ là take the law into the own hands. Tức là bạn làm cái gì đó trái pháp luật để trừng phạt ai đó theo bạn. Bởi vì bạn tin rằng hệ thống luật pháp nó không thể trừng phạt được kẻ đó. Thì phải dùng luật dừng. Đấy, chúng mình đã học rồi. Thì đây các bạn gặp thầy cả cái cụm đấy ở trong bài báo này. Sự khác biệt. Đấy. Thế vậy đấy là đúng nhỉ? Lời của ngài thẩm phán khi ông ta tuyên án. Cái việc taking the law into your own hands là một hành vi rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Ba gã đàn ông đeo mặt nạ do Covid-19 cho nên không thể hiện, người ta không thấy được cái cảm xúc khi mà chúng nghe tòa tuyên án. Và không gã nào đúng là phát biểu tại phiên xét xử trước khi tòa tuyên án. Đấy, nó biết là mình có tội thì không nói gì cả. Nạn nhân là anh Aubrey, là một người Mỹ da đen, 25 tuổi, không có vũ khí trong tay. Chạy bộ buổi sáng có vũ khí làm cái gì? Khi mà anh gặp, đúng nhỉ, bố con ở McMichael tại đây. Đấy là một khu định cư, một cái khu cộng đồng mà chủ yếu là người da trắng sống. Các bạn có từ predominantly white residential area, tức là khu dân cư mà chủ yếu người da trắng ở.
Lần trước chúng ta học cái bài về liên quan đến vấn đề về phân biệt chủng tộc rồi, liên quan đến vấn đề là chất lượng sức khỏe và sự khác biệt do vấn đề chủng tộc rồi, thì chúng ta đang học đến cái từ thầy cho mấy các bạn đó là gì à? Segregation. Đấy, ở Mỹ nó rất là rõ ràng, đây là cái cộng đồng chủ yếu người da trắng, tự xuất hiện một người da đen chạy vào buổi sáng, thế là nó nghi ngờ là đấy là kẻ ăn trộm. Prosecutor chúng mình học rồi đúng không? Đấy, công tố, viện kiểm sát lập luận rằng nạn nhân Avery sống cái đó vài dặm, đã ra ngoài chạy bộ vào hôm đó, và rằng các bị cáo là những người da trắng đã đuổi theo anh ta dựa trên một cái nghi ngờ không có cơ sở rằng anh ta là tên trộm tại khu phố. Không có cơ sở gì cả. Đuổi theo. Và hôm thứ sáu tại phiên xét xử thì prosecutor, tức là công tố viên Linda đã đề nghị tòa xử bố con thằng Mark Michael nhận án tù chung thân, không có khả năng được phép giảm án, và đề nghị xét xử, đúng nhỉ, tuyên thằng Brian tội chung thân với khả năng được phép giảm án. Các thành viên trong gia đình của nạn nhân Avery đã đề nghị tòa phải đưa ra cái án tù chung thân mà không được phép giảm án cho cả ba, cho cả ba gã giết người này. Và các bạn thấy đây là một vật thường ở trong tòa, thì bao giờ cái nạn gia đình của nạn nhân bao giờ cũng phải làm cho mọi thứ nó trở nên bi kịch, đau đớn, đau thương. Ví dụ như có thể mang di ảnh của người chết, của nạn nhân đến, đeo khăn tang, khăn trắng. Đấy, trông rất kinh khủng, u buồn. Đấy, và đây cũng là lời phát biểu của Marcus Avery, bố của nạn nhân, nói với tòa trước khi tuyên án để gây sức ép đối với cả thẩm phán. Ông ta nói như sau: cái gã đàn ông mà đã giết con trai tôi, nó ngồi trong phòng xét xử này mỗi một ngày cùng với bố của nó, chính là thằng Mark Michael đấy, thằng này đấy, Travis Mark Michael đấy. Còn tôi thì không có cơ hội được ngồi bên cạnh con trai tôi một lần nữa. Đấy. Tại phiên tòa xét xử, defense attorney chính là cái luật sư biện hộ. Các bạn đi, attorney là cách dùng của Mỹ, thế còn Anh nó dùng cái từ barrister, luật sư biện hộ, hoặc là defense lawyer, lập luận rằng đấy, ba bị cáo có lý do chính đáng để nghi ngờ Avery chịu trách nhiệm về một loạt các vụ trộm, và họ đang tìm cách để giữ anh ta nộp cho cảnh sát. Giữ gì là bắn người ta, luật sư này. Và hôm thứ sáu trước khi tuyên án thì luật sư biện hộ cho bị cáo lập luận rằng thẩm phán nên, tức là đề nghị rằng thẩm phán nên, đúng nhỉ, tuyên các gã này, đúng nhỉ, tù chung thân nhưng có khả năng được phép giảm án, bởi vì những cái thành tích tốt mà họ đóng góp cho cộng đồng trước khi có vụ bắn súng. Đấy, và bởi vì luật sư nói rằng thực sự là họ không có mục đích để giết nạn nhân, không có chủ đích. Đấy, chắc là súng cướp bò đấy. Nhưng họ phải tìm cách để họ giảm nhẹ, bởi luật sư mà làm tốt như thế thì sau này họ sẽ đắc khách. Cái chết của anh Avery đã gây ra một cái sự, đúng nhỉ, chú ý trên toàn quốc. Sau khi một cái video cho thấy một cái vụ bắn súng dẫn đến chết người được trình chiếu. Đấy. Và nhiều các tổ chức dân sự của người da đen, các nhà lãnh đạo đã gọi rằng đây là một ví dụ điển hình của cái gọi là sủ nghĩa, đúng nhỉ, dùng luật rừng để có động cơ phân biệt chủng tộc. Theo hỏi các bạn nhé, để cái phần cấu trúc câu, cái cấu trúc này thì chưa dạy các bạn, nhưng thầy thử đánh giá xem các bạn nào hiểu được cái phần cấu trúc màu vàng này gọi là cấu trúc gì trong câu không? Đấy. Thử xem là có bạn nào trong số các bạn biết được cấu trúc này không, để các bạn đánh giá xem cái cấu trúc câu của bạn nó sâu mức độ nào. Cái phần này chưa dạy các bạn, cấu trúc màu vàng thì chưa dạy. Bạn nào biết cấu trúc màu vàng nó là cái gì không? Thầy gợi ý nhé, nó bắt đầu bằng một giới từ with, xong đến danh từ và cộng với cả gerund. Đấy. Không phải đâu như Hoa, nếu em chưa học được không thì chắc em không biết. Không phải đơn giản thế đâu. Nó bắt đầu một giới từ cộng với danh từ và cộng với cả, nó bắt đầu bằng một giới từ này, with này, cộng với danh từ và cộng với cả participle. Đấy, chắc là bạn chưa được học đúng không? Đấy,
không phải, thưa Mai Phương dùng cái từ đấy được nhưng mà em dùng cái từ tiếng Việt thì thầy không hiểu, phải dùng cái tiếng Anh thì dễ hiểu hơn Mai Phương ạ. À. Mai Phương nói có vẻ đúng đấy, đó là cấu trúc absolute contraction, thế tốt Mai Phương. Thế vậy đây là cấu trúc mà sau này các bạn sẽ được dạy, absolute contraction. Thế còn cái từ là cấu trúc độc lập thì thầy không rõ, bởi thầy không không biết mấy cái từ tiếng Việt đấy. Thì trên đoàn đọc sách chỉ có gọi là một ngôn ngữ là tiếng Anh, không có song ngữ, không biết từ đó, chắc là cái absolute contraction. Đấy là một trong cấu trúc mà sau này các bạn học như bạn Mai Phương vừa nói. Rất tốt Phương. Đấy. Cái từ đây này chính là một, đúng nhỉ, thành viên của Hạ Viện là ông Jesse Jackson và Sharpton, cả hai đều đã tham dự phiên tòa, tham dự phiên tòa xét xử và ủng hộ cái gia đình nạn nhân Arbery. Cái vụ án này ấy, nó đã khiến đề ra cái đạo luật, nó đưa ra, nó đặt pháp luật trong cái tình trạng là trao cho công dân cái quyền đúng nhà bắt, và nó dẫn tới sau đó thì phải thông qua cái đạo luật, nó gọi là đạo luật chống thù ghét ở bang Georgia, các bạn từ hate crime law, tức là đạo luật chống thù ghét. Các bạn thấy là nhiều nạn nhân gốc Á đã trở thành, đã bị gì nhỉ, bị hành hung khi mà xảy ra COVID-19. Đấy, nó xảy xuất bất ngờ từ Trung Quốc, nhưng mà hầu hết những người gốc Á này cứ nhìn nhầm thành Trung Quốc và họ bị hành hung. Đấy, rất nhiều. Thì Mỹ đang phải ra cái đạo luật gọi là hate crime law, tức là đạo luật chống thù ghét do vấn đề động cơ phân biệt chủng tộc. Ba gã đàn ông này phải đối mặt tiếp tục với một cái phiên tòa cấp liên bang nữa, tiếp tục phải ra dự phiên tòa liên bang nữa. Và Bộ Tư pháp của Mỹ, nó gọi là Justice Department, đấy, đã cáo buộc những gã này tội vi phạm cái quyền sử dụng nơi công cộng của nạn nhân Arbery, đấy, liên quan đến vấn đề chủng tộc. Tức là họ đã vi phạm lên vấn đề chủng tộc, và tội nữa là tội cố ý bắt cóc người khác. Nhưng bắt cóc không thành và có mối liên hệ với việc giết nạn nhân. Bộ Tư pháp cũng cáo buộc bố con McMichael, đấy, tội mang vũ khí trong quá trình xảy ra tai nạn. Và các bị cáo luôn luôn là kêu là vô tội. Đấy. Sao mà nhận tội đấy? Thế vậy các bạn thấy là một cái vụ án chúng ta hoàn toàn có thể đọc hiểu được. Các bạn đang nhìn thấy sự thay đổi trước và sau khi học thầy. Trước và trong quá trình học thầy. Đây là sự khác biệt. Và bây giờ thì các bạn nhớ cái chủ đề từ vựng Law and Crime, chúng ta tiếp tục quay lại nhưng sẽ phải một thời gian nữa để chúng ta sẽ được đọc một loạt những kiến thức hay. Các bạn nhớ là phần sau là các bạn